Trước khi mà chia tay em ở đây thì anh muốn dành tặng cho em một câu như này: là không bên anh cũng khó khăn đấy, thì đừng mong hưởng thụ lúc anh có tiền, và đây là số tiền anh gửi lại em cũng như là cho em luôn. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay là một cái video mà tôi thật sự là để mà nói các bạn ấy là tôi không muốn thực hiện. Nhưng mà tôi nghĩ lại cái quá khứ của tôi ngày xưa ấy, thì tôi cảm thấy cũng hơi nhục một tí. Cũng như là tôi cũng muốn chia sẻ cái video đi. Nếu mà nó thành công thì là cái video này của tôi nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa đối với những cái bạn mà đã và đang yêu. Ok. Thì tôi muốn chia sẻ lại cái quá khứ của tôi cách đây 4 năm chứ không phải là cách đây vài tháng đâu. Nó rất là lâu rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ. Bởi vì đó là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Nó là một cái mà làm cho tôi cảm thấy là rất là buồn, cũng như là cảm thấy hơi nhục một tí. Thì lý do tại sao tôi ngồi cạnh cái con xe này thì bây giờ tôi chia sẻ luôn. Cách đây 4 năm tôi từng tán một cô gái rất là xinh, nhà cũng rất là có điều kiện. Thì ngày đấy thì tôi nghèo không có tiền. Cách đây 4 năm các bạn, không có tiền. Đi lên Hà Nội làm rồi thuê nhà ở, thì đi xe thì tôi chỉ đi con xe này thôi. Đây là xe của bố tôi. Mà đợt đấy tôi đi thì con xe này nó hỏng rất là nhiều, không phanh được, đề không đề được phải giận nổ, rồi là đi thỉnh thoảng chết máy, đấy hỏng cả phanh trước cả phanh sau, nên là lúc nào cũng phải phanh bằng chân. Ok, con xe thì nó rất là đều, nhưng đến bây giờ vẫn còn giữ lại bởi vì nó là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Đợt đấy tôi cũng rất là hồn nhiên vô tư, thì tôi lấy con xe này để tôi đi tán gái, rồi tôi chở cái bạn ấy đi chơi. Thì sau khi mà nói chuyện với nhau được khoảng tầm 1 tháng ấy, thì bạn đấy rất là thích tôi, nói chuyện qua mạng cũng gặp nhau một vài lần, nhưng mà những cái lần gặp đầu ấy là chủ yếu là tôi đi taxi. Xong đến một cái lần mà bạn ấy bảo là có xe không thì la bạn ấy đi, bạn ấy không thích đi taxi. Đấy, thì bắt đầu là tôi cũng rất hồn nhiên vô tư. Thế tôi lấy con xe này ra, tôi đi tôi la bạn ấy đi chơi. Thì lúc đầu gặp thì bạn ấy cũng không có phản ứng gì cả, đi chết máy giữa đường rồi là không phanh được, rồi là các kiểu quan hệ điều, bạn ấy vẫn không có phản ứng gì cả. Rồi hai đứa đi chơi với nhau rất là vô tư hồn nhiên, mà tôi cảm thấy là dường như là sau cái lần đi chơi này về thì hai đứa sẽ yêu nhau đó, rồi sẽ là người yêu của nhau. Nhưng mà cuối cùng thì là sau cái đêm đó, khi mà mỗi đứa một nơi, tôi về nhà tôi, bạn ấy về nhà bạn ấy, thì là không có một tin nhắn nào đến hỏi han như ngày xưa nữa. Thậm chí là tôi có chủ động nhắn tin trước là em ngủ chưa, nhưng mà vẫn không thấy trả lời gì, mặc dù đã xem tin nhắn. Cuối cùng là sau rất là nhiều thời gian thì tôi cũng có hỏi han, thì bạn ấy bảo là bạn ấy không có tình cảm với tôi. Đó, một câu rất là dứt khoát và rất là nhanh. Thì là ok, lúc đấy tôi chấp nhận buồn, chấp nhận khổ một thời gian để quên đi bạn gái đó. Thì đến bây giờ là 4 năm rồi, tôi vẫn kết bạn Facebook, vẫn kết bạn Facebook, không hủy kết bạn. Tất cả cái người yêu cũ của tôi vẫn kết bạn Facebook và tôi cũng không hủy kết bạn. Và bạn đó cũng không ngoại lệ. Thì đến bây giờ thì khi mà tôi đã phát triển lên được và tôi có một chút gì đó gọi là thành công, cũng như là có những cái mà mình thích, không phải là con xe này, mà từ khi tôi mua SH đến khi mà tôi nâng cấp lên con Ducati 959, sorry các bạn. Đó, thì là cái bạn nữ đó đã nhắn tin đến cho tôi hỏi han rất là nhiều. Nói thì cũng phải có bằng chứng để cho các bạn có thể hiểu được. Hôm nay tôi quay clip này, thứ nhất là tôi cũng muốn chia sẻ lại quá khứ của tôi. Thứ hai là tôi cũng muốn cho tất cả các bạn đang xem video của tôi để các bạn có thể biết được là cái bạn nữ đó bạn như thế nào. Tôi cảm thấy không thích bạn đó một tí nào, nhưng mà hôm nay bắt buộc tôi phải làm video này để cho bạn đó có thể nhận ra được cái giá trị của cuộc sống này. Đó, ok. Lúc tôi khó khăn thì là không ở bên cạnh tôi. Đến khi tôi có thành công rồi thì lại tìm đến tôi. Thì tôi sẽ cho bạn đó biết cái giá trị cuộc sống như thế nào. Đây là con Ducati 959, con siêu xe mà tôi mới mua được khoảng tầm 1 tháng. Thì từ khi bắt đầu tôi mua con xe này, tôi đăng lên trên Facebook cũng như là làm video, thì là cái bạn nữ đó đã nhắn tin hỏi thăm tôi rất là nhiều. Thậm chí là kiểu muốn nối lại tình xưa đấy. Mà trong cái đấy là đã không có gì với nhau trong vòng 4 năm rồi, mà cuối cùng là chỉ vì tôi mua xe mới mà bạn ấy quyết định nhắn tin hỏi thăm tôi. Đấy, thì đây là con xe tôi mới mua. Tôi thì thật ra tôi cũng không muốn khoe xe đâu, thật sự luôn. Nhưng mà ở cái clip này bắt buộc tôi phải làm, bởi vì là nó liên quan đến con xe của tôi. Thì bạn nữ đó bạn ấy nhắn tin cho tôi, chứ không tôi không muốn khoe. Ok, thì là hôm nay tôi sẽ quyết định thử lòng bạn ấy một lần nữa, để xem là cái phản ứng của bạn ấy như thế nào sau khi mà gặp lại tôi, xem là cái tính cách của bạn ấy là còn như ngày xưa hay không. Vẫn là một cô gái thực dụng và cần vật chất hơn là cần tình cảm. Thì là bây giờ tôi sẽ hẹn bạn nữ đó vào một quán cà phê nào đó, thử xem là bạn ấy có đi không. Nếu bạn ấy đi thì coi như là cái dự đoán của tôi nó sẽ thành công. Còn thành công hay không thì là bây giờ chúng ta sẽ biết. Ok, đây là cái tin nhắn mà em Linh em mới nhắn tin cho tôi. Hi anh, dạo này anh có khỏe không đấy, kiểu quan tâm, 4 năm không nói chuyện với nhau tự nhiên giờ đi quan tâm. Xong đấy tôi trả lời rồi là các kiểu linh tinh này, đoạn này này. Thế tí anh có rảnh không? Anh có rảnh. Đấy, anh có rảnh, ok, gửi. Đấy.
chắc chắn kiểu gì rủ đi cũng đi luôn. Ôi đọc luôn các bạn này, vãi trưởng ấy. Ngồi canh canh đợi tin nhắn của anh Nam. Thế tí anh với em đi cà phê được không? Rồi 4 năm không gặp rồi rủ cà phê. Ok em. Thế hẹn em ở New Tia nha. Đấy các bạn thấy không? Hẹn tôi luôn. Tôi là tôi tính hết rồi. Mời đi được là đi được thôi đấy. Thế là bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ, đặt tất cả góc quay để ngày hôm nay tôi sẽ cho em Linh bẽ mặt. Bởi vì là 4 năm trước đã đối xử rất tệ với tôi, và ngày hôm nay thì tôi sẽ cho nhận lại hết. Ok. Tôi không muốn trả thù kiểu cay nghiệt các bạn hiểu không? Tôi muốn trả thù ngọt ngào đấy, một sự trả thù ngọt ngào để cho em nhận ra được giá trị cuộc sống như nào. Ok. Bây giờ thì sẽ lên trên phòng đặt máy quay, rồi là anh em ra quán cà phê đợi xem là em Linh em đến như nào. Đấy. Nhưng mà xin phép tất cả các bạn là tôi sẽ che mặt Linh, bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến Linh, chỉ muốn cho Linh nhận ra thôi. Vậy tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn nữ ấy, các bạn nên sống vì tình cảm hơn vì vật chất và thực dụng. Ok. Hãy sống vì tình cảm đừng vì vật chất. Hello Linh, lâu lắm không gặp. Em đi đến đây. Dạ, đi taxi. À, đi taxi à? Lạnh này đi taxi cũng hợp lý rồi. Lâu lắm rồi không nói chuyện. Hôm qua thấy Linh nhắn tin, anh cũng kiểu muốn gặp Linh ấy. Đấy, vì là không biết là còn nhớ 4 năm trước Linh với anh như thế nào không? Vẫn nhớ đúng không? Đó. Anh cũng hiểu mà, sau khi mà em nhắn tin thì anh cũng nhận ra được nhiều điều, nên là anh muốn hẹn em ra đây. Để thứ nhất là mình ôn lại kỷ niệm ngày xưa hai đứa đi chơi với nhau đó. Anh này có khỏe không? Anh á? Anh dạo này cũng khỏe, thỉnh thoảng hơi yếu tí. Em khỏe đúng không? Vậy anh ạ. Ừ. Anh này có vẻ rất là đẹp trai luôn đấy. Ồ, anh cứ tưởng anh xấu trai lắm đi. Bởi vì anh nhớ 4 năm trước thì em không đối xử với anh như thế này. Nhưng mà thôi, cái vấn đề quá khứ thì anh nghĩ bỏ qua đi. Cứ đối xử tốt với nhau hiện tại được. Sorry em nhắc lại quá khứ một tí. Nói chung là không có cái để nhớ thì tí nữa thì anh sẽ like em ra một vài điểm mà kỷ niệm của anh với em ngày xưa, thì em có muốn đi không? Ok. Cho anh gọi đồ em. Em muốn gì em? Đây nhiều đồ lắm. Em muốn gì anh gọi cho, cứ gọi đi, gọi đồ trước đi. Này, đây có trà sữa này, hồng trà này. Trà sữa matcha đúng không? Cho anh 2 cốc trà sữa matcha. Anh dùng size gì ạ? Size lớn nhất đi. Cho anh một hướng dương loại to, có bò khô không? Cho anh một đĩa to luôn. Ờ, 2 đĩa to nhất cho anh. Ờ. Với lại cho anh thêm một trà sữa sô-cô-la đi. Anh thích uống sô-cô-la, em uống gì nữa không? Đừng gọi hết đi, hôm nay anh mời. Thế thì đấy, cho anh những cái đấy. Có gì tí cần anh gọi thêm. Ok. Anh cũng thích uống trà sữa. Đâm ra là cứ mỗi lần ra quán trà sữa là anh uống rất là nhiều. Sở thích của anh vẫn như xưa nhỉ? Như trước đây anh cũng rất thích uống trà sữa ấy. Đúng rồi, thì thế anh mới hẹn em ra quán trà sữa để uống trà sữa. Đấy, thôi uống nước lọc đi em. Đấy, thôi uống nước lọc đi em. Dạo này anh đã yêu ai chưa? Anh á? Thật sự thì từ khi mà em đá anh ấy, không phải đá mà là em bỏ anh, sorry em, thì là anh không yêu ai cả. Từ đấy đến giờ 4 năm rồi anh vẫn nhớ, 4 năm rồi. À, nhưng mà em yêu ai chưa? Ừ. Sau khi mình chia tay nhau ấy, thì em cũng yêu thêm một người rồi. Nhưng mà một thời gian em cảm thấy không hợp ấy, nên là cũng không hợp anh ạ. Nói chung là em có thêm một người mới thì anh cảm thấy rất là mừng cho em. Tại sao chia tay? Không hợp à? Thế lý do tại sao em lại nhắn tin cho anh? Thì lâu ngày ấy, em nhớ anh ấy. Với lại em nhớ lại khoảng thời gian mà trước đây mình ở bên nhau ấy. Anh hỏi anh ra nói chuyện. Ok, thì nói chung là cũng rất là vui khi mà gặp em. Nhưng mà anh hỏi thật là lâu rồi không gặp anh, bây giờ gặp anh em thấy vui không? Em rất là vui. Rất là vui đúng không? Đấy. Sau này gặp lại anh thì em thấy anh đẹp trai hơn rất là nhiều. Thật ra thì anh đẹp trai từ bé rồi. Chỉ có điều hơi xấu khi mà ngày xưa anh gặp em. Anh xin. À em ơi,
Anh gọi thêm ít đồ nữa, anh thấy hơi ít. Cho anh thêm một cốc chocolate đá xay với lại trà sữa Camel. Ờ đấy, cứ làm hết cho anh. Ờ sai to hết, cứ sai to hết nào. Chả mấy khi đoạt lại nhau. Ngày xưa làm gì có hướng dương mà ăn em nhỉ. Ngày xưa anh nhớ là cái đợt mà mới quen em ấy thì hai đứa là uống trà đá vệ đường. Mày á, anh đi con xe máy anh mới mua ấy. Ủa anh xin. Đấy, ăn nó phải nhiều như này em này. Rồi. Đây. Đấy. Ừ. Cứ thoải mái tự nhiên em. Lâu lắm không gặp mà anh cũng muốn ga lăng một tí. Em thấy con gái như em thường thích uống trà sữa đúng không? Đấy. Hôm nay mà anh đi con xe ngày xưa đến để nay em đi chơi, không biết là em có muốn đi cùng anh không? Ừ, bắt đầu đúng không? Ừ, hôm nay anh đi con xe khác. Anh đi xe khác. Ừ, anh hết đồ chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Ừ, anh nghĩ vậy đủ rồi. Thôi anh nghĩ là đủ rồi. Uống tự nhiên đi anh, ăn uống tự nhiên này. Em có ăn bò khô không? Để anh bắt chanh cho nhé. Anh bắt chanh bò khô cho ăn này. Ngon chưa? Này, anh đút cho. Thôi ạ. Đấy, ăn đi, anh đút cho nó chả mấy kilo nó không làm gì để đút cho này. Lá mồm ta ăn khổ. Ngon không? Ngon đúng không? Lâu lắm rồi, 4 năm rồi. Ngày xưa anh làm gì đút cho em như thế này đâu. Bây giờ tự nhiên cảm giác được đút cho em ăn, anh cảm thấy vui. Hôm nay là anh mời mà, không phải lo. Ủa, ông đây ngon phết rồi. Tiếp cái này thêm ngon. Cái này kem ngon này mày để đút cho nhá. Này đấy ăn đi. Đấy ngon không? Ngon đúng không? Uống no quá không ăn được bò khô. Ừ. Anh nghĩ là chắc là hôi nhỉ. Vì ăn rất là no. Em ơi, cho anh thanh toán em ơi. Anh bán tiền cho anh cả. Dạ, của anh Chí 265.000 ạ. Trời em ơi. Hình như là anh quên mang tiền. Hình như là anh quên mang tiền. À dạ thơm sao đâu ạ, để em trả cho ạ. Quên mất đi không cầm tiền. Thì ví anh nó to, ông không cầm theo được. Không sao đâu mà anh, lâu ngày anh em mình gặp lại mà. Ngày xin cũng được em nhé. Bây giờ anh sẽ làm đến cái chốn kỷ niệm ngày xưa. Rất là nhớ cái kỷ niệm đẹp mà ngày xưa anh nai em ra đây. Anh có nhớ cái nhà máy kia không? Có, cái nhà máy hóa chất. Ừ, bởi vì nó có hóa chất nó đang phun lên trên trời. Rồi là gió đang thổi rất là to. Em có thấy cái quả bóng tròn kia không?
Quả bóng đấy là quả bóng vàng mà hôm qua đội tuyển Việt Nam sút vào lưới của Malaysia ghi 1-0 là giành chức vô địch. Hôm qua em đi bão không? Ủa, hôm qua em đi với ai? Đi xe đạp điện hay đi xe máy? À, thế mấy giờ về? Hôm qua anh đi tầm khoảng 12 giờ bắt đầu về nhà. Mà anh hỏi em tí này, em đi con xe của anh với lại con xe của bố anh ngày xưa, con xe ghẻ mà anh nai em ngày xưa cách đây 4 năm ấy, em có thấy cảm giác khác gì nhau không? Ừ, khác đúng không? Chắc chắn là khác rồi đó. Anh đến bản thân anh đi còn thấy khác đâu mà. Đấy, ôm khác vào em. Ôm khác vào không bay đằng sau ấy. Đấy, mùa đông phải ôm lại thôi, nó lạnh. Ôm đi nhá. Em đầy bình. Chết rồi. Anh quên mất không cầm tiền theo. Sự như này em, sau khi mà đi chơi với em về thì anh cảm thấy cũng rất là vui và hạnh phúc, và anh cũng ước gì là thời gian nó sẽ quay trở lại. Nhưng mà sau khi mà anh nghĩ lại những cái gì mà em đã đối xử với anh trong thời gian quá khứ cách đây 4 năm ấy, thật sự luôn thì anh không thể chấp nhận được. Và ngày hôm nay gặp lại em ấy thì là theo ý của em thôi, chứ còn thật sự trong lòng anh thì anh không thích điều ấy. Ok, và từ nãy đến giờ ấy, đi ở ngoài đường anh không cần tiền đổ xăng và không cần tiền để trả coffee, đấy là sự thật. Nhưng mà anh không hề lấy của em một lần nào, ok? Và anh cũng muốn nói thật luôn, để sau khi mà anh nói xong câu này thì em sẽ bước ra khỏi nhà anh và sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh không muốn gặp em bất kỳ một lần nào nữa. Trước khi mà chia tay em ở đây thì anh muốn dành tặng cho em một câu như này, là không bên anh lúc khó khăn ấy thì đừng mong hưởng thụ lúc anh có tiền, và đây là số tiền anh gửi lại em cũng như là cho em luôn, ok? Ta đi thôi, gì tăng càng tốt, đỡ mất tiền. Đưa người ta không đưa hẳn hoi xong đắt tiền. Nè, bây giờ lại mất công thu. À quên xuống mở cửa cho chị đi về. Mở đi, cắt. Em mời chị. Ok, tôi vừa mới mở cửa cho em Linh em về. Đấy, thì đấy là cái mối tình mà thật sự để nói cũng để lại tôi rất là nhiều đau khổ. Ngày xưa tôi nghèo, nhưng mà không phải là hèn. Chỉ vì là tôi chưa phát triển được thôi. Đó, thì là em đã bỏ tôi đi. Mà có những cái lời rất là cay đắng, tôi phải nói luôn đoạn này cho bạn có thể hiểu được. Rất là cay đắng, kiểu sỉ nhục tôi, bảo là kiểu không có gì mà đòi yêu em ý rồi các kiểu linh tinh. Lúc đấy tôi cảm thấy cũng nhục, nhục thật.
Trong khi em ấy đi một con xe rất là ngon, khi mà tôi tán em ấy thì là em đi con SH, còn tôi đi con xe ghẻ của bố tôi, lúc đấy tôi thấy nhục rồi. Sau khi mà về không nói chuyện nữa rồi em ấy văng những cái lời như thế, tôi cảm thấy rất là nhục. Đến hiện tại bây giờ tôi cảm thấy rất là ngại, rất là nhục. Ngày hôm nay tôi muốn trả thù lại em đó, một sự trả thù như tôi nói từ đầu ấy. Tôi muốn trả thù ngọt ngào đó. Tôi không lấy đi cái gì của em đó cả, tôi chỉ muốn em ấy nhận ra cái giá trị cuộc sống. Cái lúc tôi khó khăn, lúc tôi chật vật, tại sao không ở bên cạnh tôi, mà lại đợi đến khi mà tôi có một vài thứ trong tay thì lại bắt đầu tìm đến tôi với những cái lý do mà tôi cảm thấy nó rất là ngớ ngẩn. 4 năm không nói chuyện với nhau tự nhiên lại có những hành động như thế, các bạn có thể thấy rồi đấy. Tôi không thể chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận được. Còn các bạn có thể nghĩ tôi thế nào thì nghĩ. Đây là tôi muốn chia sẻ cái video ra và thực hiện nó để tất cả các bạn mà đang xem video của tôi, các bạn có thể hiểu được. Ok, tôi không nói tất cả, nhưng mà ví dụ những bạn nào mà đang sống như thế thì các bạn nên thay đổi, nên suy nghĩ lại. Hãy yêu thương và trân trọng những cái gì các bạn đang có. Dù người ta không có gì trong tay, người ta nghèo, nhưng các bạn đừng bao giờ bỏ rơi người ta hoặc đừng bao giờ khinh thường người ta. Có thể người ta nghèo từ quá khứ, nhưng trong tương lai các bạn không thể biết được người ta sẽ như thế nào. Đó, tôi chỉ muốn nói như thế thôi. Và hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye các bạn. Xin lỗi Linh.